Ý nghĩa đời người, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định. Năm Pháp Bình Đẳng giảng tại Phật Giáo Giảng Đường ở San Francisco ngày 2 tháng 2 năm 1969. Giảng về diệu lý bát nhã của Bộ Kinh Kim Cang là pháp môn bình đẳng, chúng ta phần đông đều không hiểu, cho nên đầu lại thêm đầu, tướng lại thủ tướng, đem cái pháp bình đẳng biến thành không bình đẳng. Thứ nhất là sinh Phật bình đẳng. Sinh là chúng sinh, Phật là mười phương chư Phật. Lúc tôi 12 tuổi thì xem kinh Pháp Bảo Đàn càng xem càng thấy thích. Tôi 15 tuổi mới đi học, 16 tuổi thì giảng kinh. Tôi hiểu kinh được mấy chữ thì giảng mấy chữ, giảng kinh gì? Giảng Pháp Bảo Đàn kinh, kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, giảng cho ai nghe? Cho một số người xuất gia nghe. Tôi là người cư sĩ giảng kinh cho các vị xuất gia nghe. À, tại sao? Vì các vị xuất gia đó không biết chữ, muốn học Phật Pháp mà không có chỗ nào để học. Nhân vì tôi ở trong chùa lại biết được mấy chữ, cho nên hàng ngày giảng kinh cho các vị ấy nghe. Khi giảng kinh Pháp Bảo Đàn đến chỗ, Pháp có đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm. Tôi liền nghĩ, sao lại có đốn có tiệm, đốn là gì, tiệm là gì, đốn tiệm giống nhau chăng, hoặc là khác nhau. Sau đó tôi bèn biên một bức đối liễn. Vế trước nói, đốn tiệm tuy thủ, thành công tác nhất, hà phân Nam Bắc. Đốn tiệm tuy không giống nhau, đốn là lập tức thành Phật, tiệm là từ từ thành Phật. Đốn tiệm tuy khác, nhưng đợi đến lúc thành công thì đốn mà chẳng phải đốn, tiệm mà chẳng phải tiệm, đốn tiệm đều chẳng có, hà tất lại phân chia Nam Bắc. Phương Nam là Lục Tổ Huệ Năng giảng đốn pháp, phía Bắc là Thần Tú Đại Sư giảng tiệm pháp. Đệ tử đôi bên hỗ tường tranh chấp, đều nói môn phái của mình mới là chánh tông, lại nói đốn từ đâu đến. Tuy hiện tại đốn nhiên khai ngộ, đó là vì quá khứ đời đời kiếp kiếp đều tu hành trong Phật Pháp, thời gian lâu dài đến thời kỳ tất khai ngộ. Còn tiệm, tiệm thì hiện tại bây giờ tu từ từ, đợi khi nào tu thành công thì cũng là đốn, cho nên tôi mới nói không có đốn mà cũng không có tiệm. Hà phân Nam Bắc, bạn hà tất phải phân Nam phân Bắc, phân chia địa phương. Bạn nói Nam, khi bạn đến cực Nam lại biến thành Bắc. Kinh Lăng Nghiêm có nói về trung ở giữa, gì gọi là trung? Trung ở đây là từ hướng đông nhìn, tức thành hướng Tây. Từ hướng Nam mà quán thì biến thành hướng Bắc, cho nên không có Nam Bắc, hà tất có tâm phân biệt nhiều như thế. Về sau nói, thánh phàm tạm dị, căn tánh khước đồng, mạc luận đông Tây. Thánh tức là Phật, Phật gọi là thánh nhân, phàm tức là chúng sanh. Tuy nhiên tạm thời là khác nhau nhưng căn tánh lại giống nhau. Tánh vốn đều là Phật tánh, Phật cũng từ Phật tánh mà thành, chúng sinh cũng từ Phật tánh mà thành. Bạn đừng luận nói Phật A-di-đà ở phương Tây là Phật, còn hết thảy chúng sinh ở phương Đông là chúng sinh. Đừng có tâm phân biệt nhiều như thế, cho nên Vĩnh Gia Đại Sư nói, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phất. Nghĩa rằng, cũng chẳng có người, cũng chẳng có Phật, hết thảy thế giới như bọt trong biển, tất cả thánh hiền như điện chớp. Nếu như bạn hiểu Phật Pháp thì vật gì cũng đều không có, bạn giác ngộ thì là Phật Pháp, bạn không giác ngộ thì chẳng hiểu Phật Pháp, không giác ngộ cũng là Phật Pháp, chỉ vì bạn không hiểu mà thôi. Cho nên tôi mới nói sinh Phật bình đẳng, chúng sinh từ đâu lại làm chúng sinh? Chúng sinh từ Phật thị hiện ra làm chúng sinh. Làm thế nào để trở thành Phật? Chúng sinh trở về cội nguồn thì thành Phật. Đây cũng gọi là thánh phàm không hai, tức là sinh Phật bình đẳng. Thứ hai, không có bình đẳng. Không là gì? Kinh Pháp Bảo Đàn có nói, hỏi không thì dùng có để đáp. Không là gì? Không tức là có. Bạn thể hội được không có không hai, không có bình đẳng, cũng không chấp thường, cũng không chấp đoạn. Bạn chấp đoạn thì rơi vào không, chấp thường thì rơi vào có. Cho nên không có không hai, không có bình đẳng mới là trung đạo. Chân không không ngại diệu hữu, diệu hữu không ngại chân không. Chân không cũng là diệu hữu cũng là chân không. Không là thế nào? Không là do có mà hiện không. Thế nào gọi là có? Có là do không mà hiện có. Không có không mà cũng chẳng có có.
Không có có, sao lại có cái không? Cho nên không có không hai, tức là không có bình đẳng. Thứ hai, các pháp bình đẳng. Kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng, không có cao thấp, cho nên gọi là chánh đẳng, chánh giác. Đây là các pháp bình đẳng, Như Lai không chỗ đến cũng không chỗ đi, không đến không đi là các pháp bình đẳng. Thứ tư, một nhiều bình đẳng. Một cũng là nhiều, nhiều cũng là một. Một hạt bụi tức là 3.000 đại thiên thế giới, 3.000 đại thiên thế giới cũng là một hạt bụi, không có phân biệt. Chúng sinh ngu si nên tâm phân biệt quá nhiều, nói cái này nhiều, cái kia ít, mà nhiều là từ ít mà có, ít là từ nhiều mà có. Cho nên gọi một nhiều bình đẳng, hoặc cũng gọi hạt bụi thế giới. Thế giới cũng là hạt bụi cũng là thế giới. Thứ năm, chư kiến bình đẳng. Nào là ngã kiến, thấy cái ta, nhân kiến, thấy người, chúng sinh kiến, thấy chúng sinh, thọ giả kiến, thấy tuổi thọ, đều chẳng có, cho nên gọi là chư kiến bình đẳng. Năm pháp bình đẳng này là tinh túy toàn bộ Kinh Kim Cang. Hơn nữa, Kinh Kim Cang cần phải có chữ tin. Bát nhã là lý không, bạn nên tin. Giả như bạn không tin lý không thì giảng nhiều hay ít đều vô dụng. Phật pháp như biển cả, chỉ có chữ tin mới vào được. Bạn có tín tâm thì mới có thể đi vào biển Phật pháp được. Thiền thất khai thị, giảng tại Kim Sơn Thánh Tự. Hôm nay chúng ta bắt đầu khóa thiền thất mùa đông. Từ tâm kinh tôi đề ra vài câu kinh để đảm đạo. Quán Thế Âm Bồ Tát chứng đắc nhĩ can viên thông, Ngài chứng đắc như thế nào? Ngài tu phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cho nên có thể quán tự tại. Tự tại là không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, bốn tướng. Tự tại là tại đâu? Tại địa vị thánh nhân là tự tại, tại địa vị phàm phu thì không tự tại. Tại sao tại địa vị thánh nhân được tự tại? Vì bậc thánh nhân không có bốn tướng là tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh và tướng thọ mạng, cho nên được tự tại. Phàm phu vì có tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, bốn tướng nên không được tự tại. Phần đông người học Phật Pháp, lâu thời chấp trước tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, bốn tướng ở trên chẳng thể không thì làm sao được tự tại. Nếu muốn được tự tại thì phải thấu rõ ba tâm trừ bốn tướng. Ba tâm tức là tâm quá khứ không thể được, vì tâm quá khứ đã qua rồi, hà tất phải tìm cầu. Tâm hiện tại không thể được, tuy nói là hiện tại nhưng chuyển nháy mắt cũng là hư vọng, cho nên tâm hiện tại cũng không thể được. Tâm vị lai không thể được, vì vị lai thì chưa đến, hà tất phải nghĩ tưởng, cho nên tâm vị lai cũng không thể được. Nếu thấu rõ được ba tâm bốn tướng đều không, tức là quán tự tại Bồ Tát, chúng ta đà thiền thất tức là quán tự tại. Người người có thể quán tự tại, không phải là chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát mới quán tự tại. Ai có thể tự tại tức là quán tự tại, ai không tự tại tức không phải quán tự tại. Trên danh nghĩa không có nhất định, hết thảy chúng sinh đều có thể quán tự tại. Chúng ta ngồi thiền cũng là để nhìn xem chúng ta có thể quán tự tại hay không. Nếu có thể quán tự tại thì sẽ nhìn thấy năm uẩn đều không, cũng là đi sâu vào bát nhã ba la mật. Nếu được như thế mới có thể độ hết thảy khổ ách, hết thảy khổ đều không, cho nên được tự tại. Quán Thế Âm Bồ Tát với chúng ta là hợp mà là một, không riêng Quán Thế Âm Bồ Tát như thế, mà mười phương chư Phật cũng khế hợp với chúng ta mà là một. Tùy Bồ Tát hợp với chúng ta mà làm một, nhưng chúng ta không hợp với Bồ Tát mà làm một. Như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, vị cùng tử vốn là con của vị trưởng giả giàu có, bỏ cha giàu có đi lang thang thành kẻ ăn mày, lâu rồi quên luôn cả cha. Tùy gặp lại cha mà không nhận ra, mọi người muốn xa lìa điên đảo mộng tưởng. Còn vị cùng tử thì xa lìa cha mẹ, đi ra ngoài làm kẻ ăn mày. Chúng ta xa lìa Phật, tức giống như vị cùng tử rời bỏ và quên cha mẹ. Chúng ta đối với chư Phật đồng một nhà, cho nên hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Chúng ta đi lang thang phiêu lạc, bên ngoài quên nhà cửa, cho đến pháp thân cha mẹ, mười phương chư Phật Bồ Tát, chúng ta cũng quên luôn. Hiện tại chúng ta ngồi thiền là muốn biển khổ không bờ, quay đầu là bến, tìm lại pháp thân của chúng ta. Cho nên mới thành lập 98 ngày thiền thất này. Khóa thiền thất này đối với người Tây Phương mà nói, vốn là nghe chỗ chưa nghe, thấy chỗ chưa thấy.
từ chỗ chưa có người chân thực tu hành như thế, nếu bạn có thể trong 98 ngày thiền thất, chân thật quán tự tại thì đừng sợ khổ. Từ sáng sớm 3 giờ bắt đầu dụng công cho đến 12 giờ khuya mới đi ngủ. Mỗi ngày ngồi thiền 21 tiếng, ngủ chỉ có 3 tiếng. Năm nay tôi lấy làm hoan hỷ, có mấy vị tỳ kheo và tỳ kheo ni người Mỹ phát tâm, thường ngồi không nằm, ngủ ngồi. Từ sáng đến tối ở trong thiền đường dụng công ngồi thiền, tối ngủ cũng ở trong thiền đường dụng công. Lúc trước tôi tham gia đà thiền thất thì cũng tranh thủ dụng công từng giây từng phút, không để thời gian trôi qua lãng phí. Cho nên tại Hương Cảng có vị trưởng lão hòa thượng râu dài pháp hiệu là Minh Quán nói, tôi và ông ta, hòa thượng Tuyên Hóa, cùng ngồi 47-49 ngày. Thật ra không phải 49 ngày mà là 70 ngày. Lão hòa thượng đó là người chân chánh tu hành, tôi thì chẳng tu hành. Nhưng lão hòa thượng đó với tôi, kẻ chẳng tu hành, ngồi thi với nhau, kỳ cổ tương đương, không phân anh em. Cho nên lão hòa thượng đó, đối với quý vị nói, tôi ngồi được 49 ngày, tôi vốn đã quên chuyện này. Sau tôi nghĩ lại mới nhớ là chuyện này có thật. Chúng ta đang bắt đầu thiền thất, mọi người đều có thể quán tự tại Bồ Tát, mọi người đều muốn đi sâu vào bát nhã ba la mật. Mọi người cũng muốn nhìn thấu năm uẩn đều không, sắc thọ tưởng hành thức, năm uẩn đều bị chiếu thấu, chiếu không, chiếu hóa cho đến không, vô sở không, không chỗ không, sở không, chỗ không, cũng không, trong suốt vắng lặng, độ hết thảy khổ ách liền được tự tại. Người Tây Phương không hiểu chữ tự tại, cho nên không biết chữ tự tại là gì. Tự tại là vô nhân tướng, không thấy có tướng người. Vô nhân tướng cũng chẳng phải khi ăn thì chỉ biết có mình ăn, không nhường cho người khác ăn. Khi làm việc thì sợ khổ nhọc, liền nghĩ tưởng vô ngã tướng, không thấy có tướng ta, bèn đẩy việc cho người khác, cũng không phải nói lúc đấu tranh. Thì trong tâm bạn tưởng vô chúng sinh tướng, không thấy có tướng chúng sinh. Tức với chúng sinh đấu tranh lại cũng chẳng phải nói ăn thịt, thì không thấy có tướng chúng sinh. Nếu tôi không ăn thịt chúng sinh thì chúng sinh sống hoài không chết, đó không phải là không có tướng thọ mạng sao? Đây là hoàn toàn sai lầm. Không tướng người tức là trong tâm bạn phải thấy không có ta người, không thấy có chúng sinh, không thấy có thọ mạng. Thấy không như thế mới không có tướng ngã chấp, không có pháp chấp. Ngã chấp và pháp chấp đều không. Lúc này bạn muốn không tự tại cũng không được, tức không người, không ta, không chúng sinh, không thọ mạng, lại không có chấp ngã chấp pháp, tức được tự tại, được chân chánh khoái lạc, cũng được chân chánh trí huệ. Chúng ta ngồi thiền trong 98 ngày, mỗi ngày phải có một người thường trực trách nhiệm khai tĩnh, chỉ tĩnh. Đây là trách nhiệm của vị Duy Na. Mỗi ngày luân phiên làm Duy Na, riêng ngoài có một vị lo chuẩn bị trà nước vì người dụng công ngồi thiền hay có hỏa khí cho nên cần uống trà. Trong một ngày có thể uống 4 lần trà, tùy người cần mà định liệu. Uống trà thì không nên làm đổ bể ly tách, bắt chước lão hòa thượng Hư Vân làm rớt bể ly trà rồi mới khai ngộ. Bạn cũng cố ý làm rớt bể ly trà, phải biết vô tâm thì cảm ứng, khởi tâm thì vọng tưởng. Trong thời gian ngồi thiền, bất cứ người nào cũng không được nói chuyện, luôn luôn chuyên tâm chiếu cứ thoại đầu, tức đừng nói chuyện với người khác, chuyên tâm nhất trí lợi dụng 98 ngày dụng công tu hành. Ai không dụng công tu hành sẽ bị phạt quỷ 100 ngày vì để thời gian trôi qua lãng phí. Nếu có thể nội trong 98 ngày mà khai ngộ, không những không bị phạt, mà tôi còn mời bạn ăn chay khai ngộ, nếm mùi vị giải thoát. Bạn nghĩ ăn gì thì có nấy, thức ăn trăm vị, cho nên thiên chủ diệu cúng, thiền duyệt phi thực. Đại khái bạn sẽ trở thành một phần tử quang vinh nhất trong Phật giáo. Nói tóm lại, mỗi người đều phải giữ quy củ, nếu không giữ quy củ thì chẳng thể khai ngộ. Đà thiền thất là vô tướng, mọi người đều muốn tìm bản lai diện mục, bộ mặt thật của chính mình. Muốn đạt đến vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, đi thì không cần quá nhanh, cũng đừng quá chậm. Hai tay không nên để trước thân, khi niệm danh hiệu Phật thì hai tay kết Di Đà Phật thủ ấn, nhưng thiền thất thì phải vô câu vô thúc. Cho nên chạy hương thì hai tay trước sau phải mở ra, tư thế phải tự nhiên. Lúc đà thiền thất thì lễ nghĩa làm ở chánh điện, khóa lễ sáng tối và lại Phật, chắp tay hết thảy đều miễn, vì phương tiện để mọi người chuyên tâm dụng công. Phải chuyên tâm tham niệm Phật là ai, tham thiền thì bất cứ đi đứng nằm ngồi cứ tham niệm Phật là ai,
Câu thoại đầu này phải thực hành đến cảnh giới không ta không người. Cho nên có câu, suốt ngày ăn cơm, chưa ăn một hạt cơm, cả ngày mặc áo, chưa mặc một sợi tơ. Quên hết tất cả, chỉ chú ý tìm bản lai diện mục. Tham thiền thì không những không lại Phật, mà còn phải Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma. Khắc kỳ thủ chứng vì mục tiêu tìm cho được bản lai tự tánh Phật của chính mình. Chúng ta không tông phái, tức chẳng phải tông Lâm Tế, cũng chẳng phải tông Tảo Động, cũng không phải tông Vân Môn, cũng không phải tông Pháp Nhẫn. Chúng ta dùng lễ đúng đắn làm gốc, không chỗ tạo tác chuyên tâm tham thiền. Khóa tinh tấn tham thiền này tại các nước Tây Phương từ trước chưa từng có. Chân chánh tinh tấn tham thiền cũng giống như một loại đá kim cương, chẳng phải nhìn thấy các nơi. Hiện tại, thiền thất sẽ bắt đầu. Trước hết tôi thử các vị. Nếu tôi đánh các vị cũng đừng sợ, cũng không biết đau, đó là biểu hiện các vị đã có thể buông xả. Ngược lại, các vị cảm giác đau thì các vị chưa buông xả được. Nếu ai sợ đánh thì bây giờ còn có thể đi ra. Nếu không sợ đánh thì ở lại thử xem. Các vị không có ai đi ra, tất nhiên các vị không sợ đánh, các vị đều là đại trượng phu. Tất nhiên đại trượng phu thì ngồi thiền sẽ có cơ hội khai ngộ. Đại địa xuân về trăm vật sinh, đập vụn hư không tự tại ông. Từ nay chẳng còn tướng ta, người pháp giới tuy lớn tận bao dung. Chúng ta tham thiền thì sẽ có cơ hội khai ngộ, tự tánh quang minh hiện tiền. Như xuân về đại địa trăm vật sinh trưởng, hư không vốn vô hình, mặc dù hư không vô hình nhưng cũng bị đập vụn, thì bạn sẽ được tự tại. Từ đây không còn chấp trước tướng ta, tướng người, tướng ta, tướng người đều không. Pháp giới tuy rộng lớn, ta cũng có thể bao dung hết, đó chẳng phải là bậc đại trượng phu chăng? Tham thiền có thể tham câu niệm Phật là ai, hoặc câu bản la diện mục khi cha mẹ chưa sinh ra, hoặc câu vật gì không thể không có. Mấy câu thoại đầu này các vị có thể chuyên tâm nhất trí tham cứu, tất sẽ có cơ hội khai ngộ. Các vị thiện tri thức, tại sao tôi gọi các vị là thiện tri thức? Nếu các vị không có đại trí huệ thì cũng không thể nào đến bát nhã giảng đường này. Giảng đường này gọi là bát nhã đường, bát nhã là tiếng Phạn, dịch là trí huệ. Cho nên các vị đều có đại trí huệ mới có thể đến bát nhã đường này. Tại sao các vị có đại trí huệ? Vì trong quá khứ đã trồng nhiều căn lành, cũng đã trồng hạt giống bồ đề không ít, hoặc trong quá khứ đã từng cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nay nhân duyên chín mùi mới tham gia thiền thất, đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, mà là nhân duyên lớn, cũng là nhân duyên chấm dứt sinh tử, cũng là nhân duyên thành Phật. Cho nên tôi gọi các vị là thiện tri thức. Thiện tri thức và ác tri thức hoàn toàn khác nhau. Ác tri thức là tà tri tà kiến, thiện tri thức là chánh tri chánh kiến. Hành vi việc làm của thiện tri thức đều y chiếu theo Phật Pháp, nhất cử nhất động đều tương ứng với Phật Pháp. Các vị hôm nay đến bát nhã đường là hy vọng có thể đại triệt ngộ, có thể hiểu biết chân chánh. Muốn hiểu biết chân chánh tức phải tu từng chút, đừng sợ khổ, đừng sợ khó. Ngồi thiền thì chân đau cũng không sợ, phải có tinh thần không sợ hãi. Dù chết cũng ngồi thiền, kiên trì nhẫn nại, không thể thối thất. Giống như tôi dùng hương bàn đánh các vị, cho nên chân đau lưng đau cũng phải nhẫn, buồn ngủ cũng phải nhẫn. Tham thiền tham đến dương khí đầy đủ thì con ma buồn ngủ cũng phải chạy đi. Nếu không tác chiến với con ma buồn ngủ thì vĩnh viễn bị hôn trầm ám ảnh. Chúng ta phải tu học trí huệ, cầu trở về nguồn gốc, nhận thức bản lai diện mục, bộ mặt thật của chính mình. Bộ mặt thật của chúng ta như thế nào? Bộ mặt thật của chúng ta và Phật không hai không khác. Nhưng do nơi một niệm vô minh che mất trí tuệ mới không nhận ra bộ mặt thật, càng chạy càng xa, cho đến suốt ngày điên đảo, sinh ra trong cơn say, chết đi trong ảo mộng, đó không phải thật đáng thương xót chăng? Tại sao chúng ta điên đảo như thế? Là vì chúng ta chưa gặp được bậc thiện tri thức, chỉ dẫn con đường trở về cội nguồn. Hôm nay các vị đều tụ tại đây, cùng tìm bản lai diện mục, cho nên mười phương đồng tụ hội đều cùng học vô vi. Đây là trường tuyển Phật, tâm không và đệ quy. Bát nhã đường này là trường tuyển Phật. Ai có thể không còn tướng ta, tướng người, chân chánh nhìn, xuyên thủng, buông xả, thì người đó sẽ được tuyển chọn. Cho nên nói, tâm không và đệ quy, chúng ta tụ lại một chỗ, thi tuyển trạng nguyên, hiện tại chúng ta đang khảo Phật. Phật cứu kính là gì, tôi cũng không biết, cũng không nghĩ khảo bạn.
Tất nhiên không nghĩ khảo Phật. Làm người bạn muốn làm vĩ nhân chăng? Muốn làm đại anh hùng, đại hào kiệt chăng? Đại anh hùng tức là đại giác tức là Phật. Đại vô úy không sợ sệt, mới không sợ đánh, không sợ đau. Nếu có thể không còn tướng ta tướng người thì không sợ đau. Nếu còn cái ta thì sợ đánh lại sợ đau. Muốn trừ khử chấp cái ta thì không sợ đánh không sợ đau. Bạn nói tại đây làm sao không có cái ta được. Bạn ở tại đây, ai lại không ở tại đây? Không ở tại đây lại là ai? Cho nên vô tại, vô bất tại, đó là không có cái ta. Vì vô tại cho nên không có cái ta. Nếu có tại thì có cái ta, có tại tức phải tự tại, không thể tồn tại cái ta. Có cái ta thì có phiền não, ngủ không đủ, thấy khó chịu, ăn ít, cảm thấy đói, mặc ít lại sợ lạnh, đều do có cái ta tác quái. Nếu muốn không còn cái ta thì phải ngồi thiền thì sẽ được. Không người, không ta, quán tự tại, chẳng không, chẳng có, thấy Như Lai. Thấy Như Lai Pháp Thân tức là thấy bản lai diện mục của bạn. Cho nên phải nhẫn nhục, chịu đau, chịu khổ, đánh đuổi hết thảy, khổ đau, chứng đắc hết thảy, khoái lạc. Chuyện thiên hạ không thể một sớm một chiều mà có thể viên mãn được. Phải nhẫn nhục, tâm thượng hằng, dũng mãnh, kiên cố mới đặng thành công. Ngồi thiền, nếu không bị cảnh giới làm lay chuyển thì sẽ đạt được tâm bất động, sẽ có một chút định lực. Nếu có chút định lực thì sẽ sinh ra một chút huệ lực. Có một số người nghĩ muốn thọ giới, thật ra chúng ta đang ngồi thiền là đã thọ giới rồi. Thọ giới gì? Thọ giới khổ, giới đau. Các vị ngồi một lòng tham thiền, tham câu niệm Phật là ai, miên miên không ngừng, mật mật không quên, chỉ cứ tham thiền như vậy thì các vị có cơ hội tạo tội chăng? Có vọng tưởng giết người chăng? Nhất định là không. Hoặc các vị có nghĩ ăn trộm chăng? Cũng không. Các vị tham thiền thì không giết người, lại không ăn trộm, thì đó không phải là đã trì giới sao? Tham thiền tức là trì giới, không trì mà trì liền sinh định lực. Nếu các vị không tham thiền mà vọng tưởng sát sinh, ăn cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân, dù chỉ trong một hiệp cũng là tạo tội. Tham thiền không khởi vọng tưởng thì không trì giới mà trì, tham thiền thì lại không định mà định, tuy chân đau cũng chịu đựng không động. Từ từ tài bồi định lực, có định lực tự nhiên sẽ sinh huệ lực. Tham thiền tức là sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Tham thiền mới đầy đủ tất cả các pháp. Tham thiền thì càng tham càng có trí huệ. Cho nên vàng thật thì không sợ lửa, phải chịu đau. Tại đây là lò luyện thành thân kim cang bất hoại. Có một số người nói, ngồi thiền thật là quá khổ. Vậy thì ai biết khổ? Bạn nói tôi biết khổ. Bạn lại là ai? Giả sử bạn tại thân của bạn. Nếu như bạn chết thì thế nào? Bạn chết rồi thì bị người đánh cũng không biết đau, bất cứ khổ thế nào cũng thọ được. Tất nhiên chết rồi, vấn đề gì cũng không còn nữa. Các vị hiện tại cũng có thể làm như người đã chết. Nếu muốn người không chết, hãy làm người sống như đã chết. Bạn thử làm người sống như đã chết thì không tham, không sân, không si. Tôi hiện tại tuy chưa chết nhưng cũng giống người đã chết đi không khác. Không khởi tâm tham, không khởi tâm sân, không khởi tâm si. Bạn nếu muốn chấm dứt sinh tử thì trước hết phải làm hoạt tử nhân, người sống như đã chết, không nên nghĩ nhiều, chỉ cần chịu ngồi thiền. Hôm nay là ngày thứ nhất, các vị cũng chưa cảm giác thế nào là khổ. Đời các vị tham quá vài tuần mới cảm thấy khổ mà không khổ. Chúng ta đã thiền thất, từ 3 giờ sáng đã bắt đầu dụng công, đến 12 giờ khuya mới đi ngủ. Sợ có người chịu khổ không được nên chạy về nhà. Sự việc trên thế giới hầu hết đều như vậy. Thái quá chịu không được, bất cập chịu cũng không được. Cho nên tốt nhất là giữ trung đạo. Có một số người còn nhập ngủ tam muội. Hiện tại chúng ta có đạo tràng tu hành toàn thiện như thế này, có thể nói là cảm ứng mười phương chư Phật. Và những người tinh tấn dụng công, nếu chân chánh dụng công thì một người cũng không cho rằng ít, bằng không một vạn người cũng không thể nói là nhiều. Vì người ở đây đều phát tâm đại bồ đề dụng công tu hành. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, chân tinh tấn mới gọi là chân pháp cúng dường. Chúng ta tuy không đốt thân cúng Phật, nhưng không sợ khổ mà dụng công tu hành, cũng có thể cho rằng dùng thân cúng Phật, đặng minh tâm kiến tánh, chân chánh nhận thức chính mình, tất nhiên pháp tài và bạn tu đầy đủ. Có đạo tràng toàn thiện, cũng phải có người tu đạo, Phật Thích Ca Mâu Ni,
tu 6 năm tại núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, sau đó đến cây bồ đề chứng quả, hậu thế xưng các nơi đó là thánh địa, cho nên nhân kiệt địa linh. Phàm là có thánh nhân đến nơi nào, dù là nơi đó tầm thường cũng sẽ biến thành thánh xứ. Nếu chỉ có thánh xứ đất thánh mà không có thánh hiền cũng là tầm thường. Cho nên thiên thời không như địa lợi không như nhân hòa. Chúng ta phải ở nơi thánh xứ mà tạo thánh nhân, A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Ai không sợ khổ thì có thể thành Phật. Nếu ai sợ khổ cũng có thể thành Phật, nhưng phải đợi thời cơ thành thục mới có thể thành Phật. Tôi có một lời nguyện rằng, phải đợi tất cả đệ tử của tôi thành Phật hết thì tôi mới thành Phật. Cho nên tôi biết các bạn tương lai đều sẽ thành Phật. Tất nhiên tôi đối với các vị ký thác kỳ vọng to lớn như thế, các vị không thể cô phụ đợi chờ tôi. Phật Pháp là thế gian Pháp, cũng là Pháp xuất thế. Pháp xuất thế không rời Pháp thế gian. Pháp Bảo Đàn Kinh có nói, Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề ví như tìm sừng thỏ. Cho nên ở thế gian có người xuất gia và tại gia. Người xuất gia tu Pháp, người tại gia làm hộ Pháp, hộ trì, tam bảo. Mỗi người giữ vững cương vị của mình, làm tròn trách nhiệm của mình. Vậy cho nên thế giới này có người tại gia cũng có người xuất gia. Người tại gia hộ Pháp, người xuất gia thì dụng công tu Pháp. Trong tâm tôi không có sự hoan hỷ và cũng không có sự không hoan hỷ, chỉ giữ trung đạo. Đây là trung đạo liễu nghĩa, tức là Pháp trung đạo. Hết thảy các Pháp đều là Phật Pháp, tức nhiên hết thảy các Pháp đều là Phật Pháp. Thì sao lại có phân biệt hoan hỷ và không hoan hỷ? Tham thiền thì dụng công ở phương diện này, không có tâm chán ghét, cũng không có tâm hoan hỷ, chỉ là dụng công bình thường, như dòng nước chảy mãi, cặn bụi trong nước đều lắng trong, thì Pháp thân của bạn liền hiện tiền. Tối nay tôi nói với các vị những điều căn bản rất quan trọng, nếu các vị có thể y theo tu hành, thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Khóa thiền thất này là lần đầu tiên mở tại đất Mỹ, lại có nhiều người đến tham gia, thật khó mà nói được, đó là cảnh giới không nghĩ bàn. Như uống nước, lạnh nóng tự mình biết. Đối với người xuất gia mà nói, phải tiếp thọ sự rèn luyện này. Mỗi khi gặp khóa thiền, phải đến tham gia. Thậm chí không ngủ, không mặc đồ, không ăn cơm đều có thể được. Nhưng phải biết trân quý cơ hội thiền thất thật hiếm có. Mười phương chư Phật đều đã trải qua pháp môn rèn luyện này. Chúng ta trong quá khứ đời đời kiếp kiếp cũng chưa gặp cơ hội như vậy. Cho nên đến hôm nay còn luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta tham gia thiền thất rồi mới không thể điên đảo thị phi, không thể khởi vọng tưởng, không thể còn tâm tham sân si, hoặc không thể có tâm tham cầu tài sắc danh ăn và ngủ. Các vị tham thiền thì sẽ sinh định lực, rồi có cảnh giới năm dục hiện tiền, cũng không thể bị cảnh giới làm lay chuyển. Nếu không có tâm tham cầu năm dục thì trong mộng cũng thanh tịnh, sẽ chân tránh đắc được diệu dụng. Lúc sáng suốt thì không bị cảnh giới làm lay chuyển, nhưng khi vô minh hiện tiền hoặc lúc hồ đồ thì cũng khó mà không bị cảnh giới làm lay chuyển. Khi ngủ mà có thể làm chủ được thì không bị cảnh giới chuyển, trong mộng làm chủ được, không bị cảnh giới chuyển. Nhưng lúc bệnh hoạn thân thể chịu không thấu thì khó mà không bị cảnh giới làm lay chuyển, khiến cho bạn trong cơn bệnh cũng khó có thể làm chủ được. Đến lúc chết thì cũng không thể tự chủ được. Mục đích ngồi thiền là nhìn xuyên thủng, buông xả mọi thứ, sống chết tự tại. Hết thảy đều làm chủ được, đến đi tự tại, không quái, không ngại. Tham gia thiền thất là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, cho nên đừng có khinh thường bỏ qua cơ hội thủ thắng này. Nhưng tham gia thiền thất cũng phải đầy đủ nhân duyên mới có thể thành tựu. Nếu có người bận đi làm hoặc đi học không thể tham gia thì tương lai nhất định có cơ hội tham gia. Tại sao không sợ khổ? Đức Phật Thích Ca trong quá khứ hằng hà xa, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp đã thành Phật. Vì muốn giáo hóa chúng sanh căng cường khó dạy mới thị hiện thành Phật. Ngài vốn là thái tử mà xả bỏ tất cả vinh hoa phú quý, đến núi tuyết ngồi thiền 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Tại sao Ngài lại chịu khổ như thế? Vì thọ khổ được là cơ sở thành Phật, cho nên thọ khổ được thì thật diệu dụng vô lượng vô biên. Nếu Phật không ngồi thiền ở núi tuyết 6 năm thì cũng không thể ngồi dưới cội bồ đề tính tọa 49 ngày mà chứng tắc quả vị Phật. Chúng ta hiện tại ngồi thiền ở tại thiền đường so với Phật đương sơ tại núi tuyết thì có phương tiện hơn nhiều. Cho nên mọi người phải đề khởi tinh thần nỗ lực, thành tựu sự phát tâm nguyện.
như Bồ Tát Vi Đà, tay cầm cái chảy báu hàng ma, hàng phục tất cả ma ngủ, thiên ma, tả ma, bệnh ma, tử ma, vân vân. Dù có chết cũng phải dụng công, cho nên các vị phải phấn chấn, nỗ lực, dụng công. Tuy nói phải dũng mãnh, tinh tấn, nhưng không thể quá sức. Tu đạo phải giữ trung đạo, thái quá học bất cập, đều không tương ưng, chỉ cần dụng công, giữ tâm thường hằng, không nhanh, không chậm. Lâu ngày thì công phu sẽ tương ưng, liền được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đắc được cảnh giới cũng đừng sinh tâm hoan hỉ, cũng đừng sinh tâm lo buồn. Tóm lại, bất cứ cảnh giới thuận hay nghịch, tốt hoặc xấu, đừng động tâm. Nếu tâm động thì thiên ma liền thừa cơ mà nhập, có thể nhiễu loạn định lực của bạn. Nếu bạn sinh tâm hoan hỉ thì con ma hoan hỉ liền đến nhiễu loạn định lực của bạn. Nếu sinh tâm lo buồn thì con ma khóc lại đến nhiễu loạn định lực của bạn. Con ma hoan hỉ đến thì khiến bạn tối ngày vô duyên vô cớ cứ cười mãi. Đây là con ma cuồng nhập thể. Nếu sinh tâm lo buồn thì khiến con ma khóc nhập thể, suốt ngày chảy nước mắt gào khóc, tự mình cũng không biết vì cách gì mà khóc. Cho nên phàm là ai tu hành không thể tùy tiện khóc cười. Khóc cười là sự tu đạo cột đá vào chân, rất dễ khiến sinh tâm thối chuyển. Cho nên chúng ta ngồi thiền phải chú ý, đừng vì gặp cảnh giới nào đó liền vui mừng hoặc sợ hãi. Phải biết cảnh giới là sự khảo nghiệm định lực của bạn đến trình độ nào mà thôi. Kim cang là gì? Bồ đề hải là gì? Kim cang là vĩnh viễn không bao giờ hư hoại. Bồ đề hải tức là biển giác. Biển giác là một ví dụ. Ví dụ tánh giác đồng như biển cả, thật là không có bờ mé, là pháp tu hành bất hoại, khiến tự tánh của chúng ta biến thành quang minh. Tâm của chúng ta tu được kiên cố như kim cang, thân của chúng ta tu thành như kim cang bất hoại. Cho nên tại bát nhã đường này mà tu luyện, trừ khử hết tập khí mau bệnh, khiến trong tâm tham sân si ba độc biến thành giới định huệ ba học. Làm thế nào để tiêu diệt được tham sân si? Phải dùng tâm hằng viễn, tâm kiên cố để rèn luyện. Ngày càng tiến bộ thì tự tánh quang minh liền hiện tiền như ánh sáng mặt trời chiếu xuống tuyết, khiến cho tan mất. Chúng ta ngồi thiền tức là làm tan tuyết trong tự tánh. Trong tự tánh của chúng ta có tuyết tích tụ đã nhiều đời nhiều kiếp, hiện tại dùng trí huệ bát nhã để làm tan biến. Tuyết ví như vô minh phiền não của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp đến nay cũng không tỉnh giác. Đây là vô minh phiền não tích tập từ vô lượng kiếp đến nay, khiến cho chúng ta ngồi thiền thì chân đau, lưng ê. Chúng ta chân tránh nhẫn nhục thì sẽ phá được cửa sinh tử, đạt được kim cang bồ đề hải. Đến được kim cang bồ đề hải rồi, liên hợp với pháp giới mà là một. Pháp giới thì không có bờ mé. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, trong không sinh đại giác như bọt nước trong biển. Hiện tại tuy khoa học phát triển và tiến bộ nhưng không cách chi chắc lượng được hư không cứu kính rộng lớn bao nhiêu. Hư không là do một bọt nước trong biển đại giác sinh ra mà thôi. Bây giờ chúng ta phải trở về cội nguồn, cho nên xuất bản tạp chí Kim Cang Bồ Đề Hải. Mục đích chung của chúng ta là trở về biển đại giác. Mười phương chư Phật Bồ Tát đều ở trong biển đại giác đợi chúng ta. Cho nên chúng ta phải dụng công nỗ lực hướng về biển đại giác tiến tới. Năm tháng vô tình, mỗi giây phút qua rồi thì không thể nào trở lại. Các vị phải quý trọng thời gian vì trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm. Bây giờ chúng ta tham thiền đà tọa tức là phước huệ trang nghiêm. Phước huệ song tu là một loại công đức vô tướng. Đây là công đức mà người thế tục làm không được. Ngồi thiền thì đắc được trí huệ mà hết thảy người thế tục không làm được. Ngồi thiền thì tự tánh quang minh hiện tiền là đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ mạng, đại an lạc, tóm lại cái gì cũng lớn. Nếu bạn chứng quả thì thành đại A-la-hán, nếu bạn xuất gia tức là đại tỳ kheo, đại tỳ kheo ni, nếu bạn là người tại gia tu hành tức là đại yêu bà tắc, cận sự nam, đại yêu bà di, cận sự nữ, đại bồ tát, thành đại quả vị Phật, đều do các bạn hôm nay tu hành tại Kim Cang Bồ Đề Hải Đường mà thành.